Cái này mà trang trí hết nội thất thì chắc đẹp lắm. Đây làm nhiều quá. Hả? Sao? Làm thấy là nhiều quá rồi. Làm xây cái nhà. Cái này chắc xây bao nhiêu tiền luôn ha? Cái này thầy bảo là chủ Việt Kiều à? Chủ Việt Nam. Sao chứ? Chủ Việt Nam. Nhưng mà người ta xây cái này người ta vừa giữ được nhà, người ta vừa, đúng không? À, cái 307 là của người này luôn hả? À, 307.